Em xin kính chào mọi người. Đây là tác phẩm của em. Hôm nay là dự án tên là Climbing the Olympia Mountain, dịch ra tiếng Việt là đường đường lên đỉnh Olympia. Bây giờ em sẽ bắt đầu chơi. Khi em trả lời sai thì sẽ không có gì xảy ra, chỉ phí thời gian thôi ạ. Khi mà em làm xong cái đầu tiên thì nó sẽ hiện ra nút một cái nút cho em sang mê cung tiếp theo để em tiếp tục chơi. Khi em thắng thì phong nền này nó sẽ hiện ra và thời gian nó cũng sẽ lên lên infinity, bởi vì em đã thắng game rồi. Nó sẽ cho em một cái nút để chơi lại từ đầu, bởi không còn gì để làm nữa. Đây là các câu lệnh của Giga, bởi vì là em cũng cần phải di chuyển trong mê cung 2, cho nên là em cần phải làm thêm một cái nữa với cái này, với con Giga. Em đã nhân bản lên và thay đổi cái maze 1 này thành maze 2. Đây là câu lệnh của Ghost, nhân vật hỏi trong trong bài thuyết trình của em. Còn nút này là nút để chơi chơi lại. Đây là nút để sang mê cung 2. Nhưng mà nút này cần phải bấm 2 lần, bởi vì em cũng không biết cách nào để sửa. Xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe bài thuyết trình của em. Bài thuyết trình của em tạm dừng ở đây thôi. Vậy thì thầy nhận xét phần bản sản phẩm của bạn như sau. Như vậy bạn đã có thực hiện được ý tưởng của mình, triển khai được đó là chuyển sang được mê cung 2, rất là cố gắng, rất tốt. Có những cái nút điều khiển để chuyển sang và cả thông báo là sang cung nền chiến thắng đúng không, và cung nền thua đầy đủ hết. Con biết cái tin nhắn một đấy làm gì? À, tin nhắn một đấy làm gì ạ? Con thể hiểu
là đây nếu pho trên 9, ở đây có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bậc Mà phải trên 9 thôi là sẽ phải là 10 pho trở lên. Thì nó sẽ hiện, tức là đây là cái nút, nó sẽ hiện cái nút phát tim 1 để chuyển mê cung. rồi xin mời bạn chạy lại một Đây lần vừa có cái nữa. phát tim 1 đợi 5 giây. Đây, phát đi 1 đến 5 giây. Có nhớ nó là dùng để kiểu khi mà đang hồi hồi xưa là con cũng có một phong nền để giữa cho những người chơi nghỉ ngơi ở một phong nền ấy khác ấy, và còn có một nút nữa để chuyển sang phong nền đấy, cho nên là bình thường là con sẽ cho nó đợi 5 giây ở đây để cho người chơi có thể có thời gian mà ấn, nhưng mà khi mà con xóa cái phong nền đấy đi rồi thì cái nút này nó cũng chả cần nữa, con chả biết nó để làm gì nữa. Rồi nếu mà không cần thì con nên bỏ đi nhá. Rồi như vậy là đây là ý tưởng của bạn Nhật Cường đã thực hiện được cái ý tưởng của mình cho màn mới, thầy rất khen nha con, và thuyết trình của con cũng rất trôi chảy. Một số cái sáng tạo thêm thì con cố gắng làm thêm cho sản phẩm mình rồi cho nó hấp dẫn hơn nữa, nhất là cái phần con đã sang được màn 2 rồi thì con có thể thiết kế cái đường đi nó khác một chút đi một chút nhá, để cho nó sôi nổi hơn, hoặc thậm chí là con có thể ra một cái toán khác, rất nhiều cái ý tưởng được thực hiện được để triển khai cho cái dự án này. Rồi. Và bài kia của con thì nhớ là gửi lên link của bảng. À, Đâu thấy đâu chưa, thấy Nhật Cường gửi bài lên nhá. Nhật Cường nhớ chưa?